Xin chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tỉnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tỉnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị em đam mê vàng trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Và hôm nay là ngày 12 tây tháng 3 năm 2023. Em có về 7 phôi mai vàng bonsai. Bonsai nghệ thuật rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào cô chú anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng clip này kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ và mau lẹ nha. Địa chỉ tòa lạc của em tại tổ 17 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út, đây cũng là số Zalo và Facebook em cho chú chị. Dạ, Facebook của em Lồng Băng Xe Tịnh Biên. Cô chú anh chị gõ lên một xe Tịnh Biên có hiện ra cá nhân của em nha. Đi rồi, không để mất thời gian của quý chú chị, em vào cây số 1 đầu tiên nha. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng dáng thú. Dáng thú có cái chi chi tử, cái đuôi lả lướt rất là đẹp của chú chị. Nhìn giống như con công hùng của chú chị. Hàng là đáng sưu tầm nha. Rồi em xe đem. Hôm nay về 7 qua mai, cây nào cũng đẹp hết trơn của chú chị. Giá là giá rẻ bình dân nha, về cho cô chú anh chị em sưu tầm chơi. Cây này rất đẹp của chú chị. Chung cây này chơi được hai mặt không chú chị, mặt nào cũng như mặt đó nha. Rồi em cho xin số em ơi, quá đẹp của chú chị ơi. Chiều cao là 52. Chiều cao 52. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu 50. Hoành thân là 28. Hoành 28. Cái cũ là 60. Cái cũ 60. Cúc chi đuôi là 21. Quanh cái đuôi là 21 của chú chị, rất to nha. Em bấu vô cái đuôi cho chú chị khảo nè. Rất là to chú chị. Cây nghệ thuật của chú chị. À, cúc chi đuôi. Chi đuôi bay tới đây là 80. 80 rồi chú chị. Cái đuôi bay dài 80 nha. Cái đó cô chú chị để dài mình chơi cho quái nha. Cô chú không thích thì mình cắt lời nha. Em nói chung là em cắt thủ cho cô chú chị về chơi nha. Quá đẹp cô chú chị ơi. Hôm nay về cây nào cũng như cây đó nha. Cây nào cũng đẹp hết trơn cô chú chị. Rồi em dừng đây. Em mới cũ nha. Rất đẹp cô chú chị ơi. Cây này cây nghệ thuật cô chú chị. Hàng sưu tầm nha. Thì gọi cây mai vàng mã số 1 đầu tiên, em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú chị giá 6.500.000. Em bao ship của chú chị 200 km nha. Thì gọi xin mời quý của chú chị bước vào cây mã số 2 ạ. Em xin mời ạ. Giờ rồi tiếp tục vào cây mã số 2. Thì cây mã số 2 là cây mai vàng dáng trực lắc nha chú chị. Cũng là cây nghệ thuật nha. Cây ngoài rất đẹp của chú chị. Cốt cành là có sẵn luôn. Cái này chơi cây trực lắc là đúng bài của chú anh chị. Có một cành gớt rất đẹp nha. Đó. Cái đỉnh là đóng ngay chốc luôn chú anh chị. Để nè, để nguyên một củ chà bá lửa luôn. Rồi em xây đen. Cây này cũng là hàng sưu tầm của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Cây sạch sẽ của chú anh chị ơi. Cây không bọng không bể luôn. Cây này thành phẩm là như ý luôn chú chị. Chắc đi chơi được luôn nha. Rồi em cho xin số em ơi. Quá đẹp luôn. Chiều cao 48. Chiều cao 48. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu 50. Hoành 30. Hoành 30. Cái cũ 60. Cái cũ 60. Cụ đặt thôi chú chị. Cụ đặt kẹo luôn. Cúc chi là 12. Cúc chi số 1 12. Cái ngọn này mày. Cái ngọn là 10. Cái ngọn 10. Cái gọng chữ C là rất đẹp của chú chị. Những cây này nói chung là hoành không nói lên được tất cả của chú chị. Quan trọng là cây nghệ thuật của chú chị. Cây đẹp nha. Đôi lúc những cây mà hoành 20, 30 rất là đẹp luôn. Nó mắc tiền hơn những cây hoành 50, 60 nữa. Hôm nay là em lên những cây nghệ thuật của chú anh chị, hàng sưu tầm luôn nha, giá cả là giá rẻ bình dân luôn. Rồi em bấu vô cái củ cho chú chị hình dung nha, củ đặt kẹo của chú anh chị. Giờ gọi cây mai vàng
mã số 2. Em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 5.700.000. Em bao ship cô chú anh chị 200 km luôn nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 3. Em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 3. Và cái mã số 3 cũng là cây mai trực lắc dáng quái thú quái chú chị. Quái cực kỳ quái luôn. Cốt cành là có sẵn luôn. Quá đẹp. Cái này em không biết hình dung là con gì luôn. Rất là quái luôn chú chị. Rồi em xem đây. Cây ngoài cực kỳ quái luôn. Cô chú chị thích sưu tầm những cây quái lấy cái này về chơi nha. Ở ngoài nó quái lắm cô chú chị. Nó có một cái đuôi lắc lượng rất đẹp nha. Cái đuôi muốn bằng cái thân luôn á. Rồi em cho xin thông số em ơi. Chiều cao 62. Chiều cao lên 62. Đường kính bầu 52. Đường kính bầu 52. Tán bay dài là 75. Tán bay dài 75. Hoành thân là 29. Hoành 29. Cái cũ như em. Đọc sát cái đuôi luôn. Chắc cái đuôi. Cái đuôi lên đây nè. Chiều đuôi này nè. À, lòn cho nó mềm mát. Cái cũ là 52. Cái cũ 52. Rồi sẵn đo chi tử luôn. Chi tử này là 18. Chi tử 18. Cực kỳ quái luôn. Dáng thú mà quái luôn. Cái thằng chủ lắc lượng rất đẹp chú anh chị. Cái ngọn là đóng ngay chốc luôn nha. Khúc cạnh có sẵn cô chú vị về rất là mau chơi nha. Quá đẹp luôn. Cái bài đường tay dài ra. Bài rất đẹp chú anh chị. Dạ rồi cây mai vàng dáng quái thú mã số 3. Em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 6 triệu nha. Em bao ship cô chú anh chị 200 km luôn ạ. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ. Em xin mời ạ. Giờ rồi tiếp tục vào cây mã số 4. Vậy cây mã số 4 cũng là cây mai dáng trực lắc của chú anh chị. Cái này em để cái tông hơi cao nha. Về của chú anh chị thích chơi mà để gì luôn nha. Còn không lấy thì mình về mình cắt lùng nha. Đó, cắt lùng lực luôn nha. Chơi cây trực lắc vậy mới đúng bài luôn. Em mới bán em để thủ nha. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cây một có một cũng được cái đuôi rất dễ thương nha. Đó, em chơi để thủ cho chú chị luôn nha. Rồi em xe đây. Cốt cành là có sẵn mau chơi luôn. Hôm nay về những cây là toàn là những cây bonsai sưu tầm của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Trực lắc nghệ thuật luôn, đúng cây bonsai luôn. Rồi, em cho xin số em ơi. Chiều cao 58. Chiều cao lên 58. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu 50. Hoành thân là 35. Hoành 35. Cái cũ là 52. Cái cũ 52. Cốc cành em đo hảo cốc cành cho Cốc chi này là 11. 11 chi đây nè. Đây nè, đây nè. Đây nè. Tôi hảo cho cô chú chị. Cốc chi này 11. 11 luôn. Nói chung đều nhau chú chị. Cốt cành nó giót ngọn luôn nha. Cái thân lắc rất đẹp chú chị. Tự trên dài dưới rất là đẹp nha. Cái củ ngoài củ đặc của chú chị. Rồi, em dừng lại đây em ơi. Vậy rồi cây mai vàng mã số 4 em xin mạn phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 5.500.000. Em bao ship cô chú anh chị 200 km luôn nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 5 ạ. Em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 5. Vậy cái mã số 5 cũng là cây mai vàng dáng trực lắc rộng chữ C luôn cô chú anh chị. Cây này có một cái củ rất đẹp nha. Củ gì củ sắn nha. Đó, củ chà bá lửa luôn. Rồi, em xe đem. Cốt cành có sẵn của chú anh chị. Để bao đẹp bao khê cho cô chú anh chị luôn nha.
Rồi em cho anh số không? Bên đây phải không? Rồi cho anh số luôn. Cũ quá đẹp luôn mày. Chiều cao là 46. Chiều cao lên 46. Đường kính bầu 48. Đường kính bầu 48. Hoành thân là 31. Hoành 31. Nguyên cái bệ này là 55. Cái bệ cũ đặt là 55. Cốc chi đi, đồ hạng cốc chi. Cốc chi này là 10. 10. Rồi em xe đi. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cốc chi số 1 là đóng ngay chốc luôn. Cũ quá đẹp luôn. Em báu vũ cũ cho chú chị nha. Dữ lắm rồi chú anh chị. Dữ lắm đẹp nha. Vậy rồi cây mai vàng mã số 5, em xin mãn phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 3.500.000, em bao ship cô chú anh chị 200 km nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 6 ạ, em xin mời ạ. Giờ rồi tiếp tục vào cây mã số 6. Và cái mã số 6 cũng là cây mai chật lắc cô chú anh chị. Cây cũng có một củ đế rất đẹp nha. Ở cái củ chà bá luôn. Nó là lọn ở trong đây đặt kẹo đi chú anh chị. Rồi em xe đi em. Cái này cấu cành có sẵn của chú anh chị rất là mau chơi nha. Củ chà bá luôn. Rồi em cho xin số em. Chiều cao 60. Chiều cao lên là 60. Đường kính bầu là 46. Đường kính bầu 46. Hoành thân là 28. Hoành 28. Cái củ đặt là 55. Cái củ 55. Củ cành số 1 em đo cho chú chị tham khảo. Cốt chi số 1 là 14. Cốt chi số 1 14. Cái này cái tông cao để thủ cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị không thích thì mình về mình cắt bông sai lùng chút xíu nữa, rất đẹp nha. Em mua quán em lúc nào cũng cắt thủ cho cô chú anh chị về hết. Dạ rồi cây mai vàng mã số 6, em xin mãn phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 3.500.000. Em bao ship cô chú anh chị 200 km luôn nha. Dạ rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 7 ạ, em xin mời ạ. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 7. Và cái mã số 7 là cây mai vàng dáng quái của chú anh chị. Cây có một cái cành đổ, cành rơi rất đẹp nha. Đó, rất quái chú anh chị. Cụ đế hết sức cụ đế rồi, cụ đế khủng luôn. Thần chủ lắc lượng rất là đẹp của chú anh chị. Rồi em xe đi. Quá đẹp của chú anh chị. Hoành không nói lên được tất cả của chú anh chị. Quan trọng là cây nghệ thuật của chú anh chị. Cây đẹp nha. Bên giường em là chuyên sưu tầm những cây phô mai đẹp. Đôi lúc những cây hoành lớn nhưng mà không có vô mẫu của em nha. Em cũng không thích luôn. Cái kênh của em là chuyên sưu tầm những cây phô mai đẹp. Rồi em cho xin số em ơi. Chiều cao là 39. Chiều cao lên 39. Số đẹp quá. Cái tán bay dài là 57. Tán bay dài là 57. Đường kính bầu là 47. Đường kính bầu 47. Hoành thân là 28. Hoành 28. Cái củ là 46. Cái củ 46. Cốc ba dài như em. Rồi. Cây rất đẹp của chú chị. Ở đây nè, có nguyên cái củ rất đẹp nha. Đó, cái củ chà bá luôn. Hàng xuống đúng là hàng sưu tầm luôn của chú chị. Quá đẹp luôn. Rồi, em ơi mới cũ cho chú chị hình dung em. Nhiều lắm đẹp của chú anh chị. Bầu chú anh chị là cây ngoài rất đẹp nha. Cây nghệ thuật của chú anh chị. Vậy rồi cây mai vàng mã số 7. Em xin mãn phép giao lưu cùng cô chú anh chị. Giá 4.700.000. Em bao ship cô chú anh chị 200 km luôn nha.
Vậy rồi cây mai vàng mã số 7 cũng là cây mai của clip. Dạ của clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị nha. Vậy rồi em xin chào quý cô chú anh chị, hẹn quý cô chú anh chị clip sau ạ. Em xin chào ạ.